cô, anh là Dương Hoa, em là cô Vi, anh là Dương Tính, anh là trai quậy, em là gái đi gu, không phải ca sĩ mà khoái đi xô. Chăm cho anh một điều bị rồn, điều cho em 100 năm, anh nên không bị yêu và... Nhiên ơi Nhiên. Dạ? Người yêu em có đẹp trai không? Không chị ạ. Thế có giàu không? Không chị ạ. Thế tại sao em lại yêu anh ta? Bởi vì người yêu em có một siêu năng lực, đó là tàn hình. Bên em anh chân trời vơi, bầu trời kia rộng. Anh nhớ xeo yêu bun, chê rơ mân thao mì ta. Cho nên Việt Nam salam yê yêu. Thôi, thằng nằm hòn, thì nói hòn. Thằng nằm khạp mà, thái núng, thằng nằm, quay thò. Nè, họ sẽ mời em đến hát, chắc chắn luôn. Giọng hát của em hay đến mức mà, khiến họ khỏi bệnh được á. Ui dồi ôi, nếu thế thì á, có khác gì mấy bà tiên đâu. Em làm ơn đâu, đâu quá đi thôi. Đừng để lỡ rơi, con động trên lần mê. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Cómo hacer pa no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Pa ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Cái dây cái cố ấy. May mắn đi đối nhau là chồng á. Thì anh vậy Tuấn xây nhà xong 2 năm thì mình cưới cho đỡ. Cụ ta sẽ cụ chi à. Phó chẳng về chân nhân về. Cậu cả ở trong mà gia phả. Cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả. Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con thật. Dương 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 chung chung làm gì cơ? Anh không có nước. Nói chung là trai trai già thì làm sao mà đấu được với trai trẻ đấy. Về về ngoài. Nhung đánh nào. Bây giờ anh đố mình nhá, mình đố mình lấy được tờ tiền này mà không biết trai đây này. Tào lao, các bạn tính tiền với trai là gì? Hello. Đàn hot boy của gậy TV. Rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên sao. Anh đã sau chiều buông mây bay đây lòng buông càng thêm hơi say mây. Chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui. Và gió I got you boo and you know they got nothing on you. Mới chỉ nhìn em khó. Hãy để con tim của em luôn say nồng khát khao. Dịu dàng em yên nắng vội mang anh chẳng lẻ loi. Gửi về nơi đó nàng nhắn chưa hay đã trôi xa về đâu. Trời sau chiều buông mây bay đây lòng buồn càng thêm hơi say mây. Chờ người về lại nơi khi xưa ta vui bên nhau rồi anh dừng. Bầu
Em không muốn ăn cơm thì em muốn ăn cái gì? Oh, I know, I know.